Dạ, chào bạn với Trung Nguyên TV. Hôm qua thì mình về 10 bao cá đấy bạn, thì hôm nay về 2 thùng, đây là ngân long các bạn nhé. Cái ngân long ấy, nhà mình chỉ còn có kia, còn có mấy em này, lèo tèo này. Đấy, nhốt cùng với mấy con kim long. Đấy, kim long chỉ còn có mấy con thôi, nên là bạn nào mà cần mua thì mua nhanh nhé, không là cũng hết đấy. Hết thì không biết bao giờ mới có lại đâu. Đấy, ngân long size nó lên rồi, size 20 rồi. Đấy, còn lô này mình lên size đấy chỉ khoảng độ 15, 12 đến 15 thôi. Đấy, size nhỏ. Đấy, thì giờ sẽ bóc ra để... mình mới về thêm để hết rất lâu rồi. Cái thùng bé này nó là bút đo pH các bạn nhé. Về thêm rất là nhiều luôn. Đây, bút đo pH rất nhiều. Đây, bạn nào cần bút đo pH thì alo mình nhé. Đấy, rất nhiều luôn. Còn cá đây, mình sẽ rạch luôn ra để cho các bạn xem. Đây, xài bé, rất bé các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, xài bé thôi. Đấy, xài này chủ yếu là mình về mình sẽ nuôi nó lớn dần. Vì về số lượng 2 thùng này, mỗi thùng là hơn 100 con đấy các bạn nhé. Đấy, cả thùng này nữa. Đấy. Rồi cái hôm nay ra Hà Nội trời hơi lạnh các bạn. Vừa đi máy bay về xong trong thùng thì rất là ấm. Ngoài trời đấy vẫn mặc áo khoác các bạn, trời mưa gió rét. Năm nay thời tiết rất là cực đoan. Đấy. Còn cá rồng, đây bối 24k đây. Bên kia 24k bột số 9 kia. Đấy, ngân Namino hàm cá mập đây. Đấy. Rồi ok, cá này thì mình sẽ cho làm quen nước và mình thả ra bể đã. Xong lát nữa mình quay cá bể cho các bạn xem nhá. Đấy, còn giờ quay qua túi ni lông này nó rất là mờ. Đấy, ok các bạn. Đợi một chút nhá. Các bạn ơi, đã thả cá xong rồi này. Đây, các bạn nhìn nhá, rất nhiều luôn. Đấy, mỗi bể tận là rồi tôi bây giờ nó chui vào góc cái lưới ấy, đen đi xì luôn. Đây. Cũng nó hơi mở. Em có gọn lại rồi đấy, nhưng em định gửi cho anh Trang đống hàng nhưng mà không gửi được.
rất nhiều luôn. Size khoảng con này khoảng 15 rồi đấy. Có mấy con bé TT thì size khoảng 12. Còn đâu thì đa số là size tầm 15. Đây, bên này rất nhiều đây. Rồi. Nhung nhúc luôn các bạn. Bạn nào cần số lượng cứ inbox mình nhá, số lượng lớn cho các bạn luôn. Còn bạn nào mà cần số lượng nhiều nữa thì cứ inbox mình thì mấy trăm con có. Đấy, rất nhiều. Rồi, ok các bạn. Đấy, hôm nay mình thì quay video để giới thiệu các bạn về ngân long về rất là nhiều nha. Đấy, rất khỏe luôn. Về cái mà bơi tung tăng luôn đấy các bạn, không đi em nào luôn nhé. Rất đẹp luôn. Đấy con, ok, mình kết thúc video rồi các bạn. Chứ hôm nay thực sự là dịch xong cái là đông khách kinh khủng các bạn. Kể cả mấy hôm đầu dịch thôi, chứ còn mấy hôm gần cuối dịch vẫn đông. Nên là mình rất là bận, mình chỉ tranh thủ quay video thôi. Mẹ nhiều lúc mà mình vẫn phải trực tiếp đi ship hàng nữa các bạn. Thì nhiều lúc không nghe được điện thoại ấy, thì các bạn hãy thông cảm nhá, lúc gọi lại cho mình thì đi xe không nghe được, và lúc sau có nhiều cuộc gọi nhỡ quá ấy, nên là cũng không thể gọi lại được. Nên là các bạn nào mà thấy chưa nghe máy hoặc là đơn của mình mà chưa được gửi như nào thì các bạn có thể nhắn tin, mà cũng nhiều bạn nhắn tin ấy thì cũng chưa đọc được ngay, chưa trả lời được ngay, cũng thông cảm. Đấy, cũng vì công việc quá nhiều, ngày đóng hàng, giao hàng, đi khách đến mua quá đông luôn, không thời gian rảnh. Đấy, nên là đấy là những cái lý do mà bên mình sẽ chậm trong quá trình và trả lời tin nhắn. Nên các bạn thông cảm một chút. Đấy, tranh thủ rảnh thì mới nhắn tin lại được cho các bạn thôi. Chứ là mình làm việc, bên mình làm việc từ 9 giờ thông trưa luôn đến tận 10 giờ, 11 giờ đêm có khi vẫn trả lời tin nhắn cơ. Mà không hết việc, có không có lúc, có mẹ là từ lúc mà làm việc là không có lúc nào ngồi nghỉ đâu các bạn nhé. Đấy, đó, chia sẻ một chút để các bạn có thể hiểu thông cảm luôn. Rồi, ok, mình kết thúc video đây các bạn nhé. Các bạn thấy video mình hay tiếp một like, ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và bấm chuông thông báo ngay bên cạnh ấy, để nhận video mình nhé các bạn nhé. Ok, bye bye.